Ngày một mời vị chúng ta cùng nhau chúng ta lại niệm niệm bổn sư. Lại hại người đó
Nếu ta bị người làm hại cũng là hại người đó thì ta có khác gì thế gian, có tướng gì đặc gì đâu. Thì Đức Phật cũng dạy tiếp với người đời, mình bị người ta chửi một, thường Đức Phật có giận, mình chưa biết đạo đó, mình bị người ta chửi một mà có thể chửi lại liền, hoặc chửi mười, hoặc chửi hơn nữa, để hỏi để cho mình hả dạ. Mà thực sự trong một ngày dài vậy đó, nếu mà mình bị người ta hại, người ta chửi mắng vân vân, mình hại lại họ, mình chửi mắng lại họ, thì đâu có cái gì là đặc biệt, đâu có gì để nói, mà cũng ăn nuốt với nhau, cũng hại với nhau, cũng ăn trộm miếng với nhau. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát và ở trong tướng này mà tu học. Đức Phật Ngài dạy đó, mình phải ở như trong tướng này. Khi bị người ta hại, mình tuyệt đối không có hại lại, chỉ bảo vệ mình cũng được. Rồi khi mà mình có khả năng gì, mình giúp người khác, chứ không phải là lo mình trước rồi lo người khác sau. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng chúng sanh thế gian làm oán thù với nhau, nếu được lợi nơi người thì cho là bạn tốt, nếu không được lợi nơi người thì giết hại nhau. Thì ở đây chúng ta nghe cũng dễ hiểu ha. Nó bình thường chúng sanh gây thù gây oán với nhau, khi mà tạo thù tạo oán đó đó thì giết hại với nhau, ăn nuốt với nhau. Còn ngược lại, nếu mà người khác giúp mình, hỗ trợ mình thì đó là những người bạn tốt. Đó là cách mình nhìn thông thường. Và đôi khi trong cuộc sống hàng ngày đó cũng có những người bạn tốt mà họ trung thực, họ nói thẳng. Có thể lúc đó mình không có muốn nghe, nhưng những cái lời ngay thẳng của họ cũng có thể giúp mình làm được việc đàng hoàng. Chúng ta nghe câu là trung ngôn nghịch nhĩ đó ha, lời ngay thẳng thì hơi trái tay. Còn nếu mà có những người họ nói những lời đường mật, nhưng mà đôi khi những lời đường mật đó nó là hại mình. Cho nên dẫu là gì, chúng ta phải có cái trí huệ xem xét coi người đó họ có giúp mình chân thật hay không, hay là chỉ là bên ngoài mà thôi. Cho nên đừng có nghĩ rằng ai giúp mình, hỗ trợ mình chính là bạn mình, còn ai hại mình, chửi mình, trách móc mình là kẻ thù, là người mình bực mình tức ha. Nên ở đây đó, Phật Ngài dạy đó, cái chuyện này là chuyện bình thường. Ta thấy sâu lỗi lầm ấy, vậy ta chớ nên nhìn thấy chúng sanh làm lợi cho ta, cũng chẳng nhìn thấy chúng sanh làm hại ta, mà chỉ nên nghĩ rằng nơi ta quyết phải làm nhiêu ích tất cả chúng sanh, vì muốn đầy đủ những ba la mật vậy. Cái bậc này dạy đó, mình không có chấp người nào hại mình, mình cũng không có buồn, không có giận, mà người nào giúp mình, đối với các vị Đại Bồ Tát đó, cũng không có mến, nghĩa là bị hại hay là được hỗ trợ gì. Đối với cái chư Đại Bồ Tát đó, tâm các ngài đều tự tại, không vui khi được người ta khen, khi người ta hỗ trợ, không buồn khi người ta chửi, người ta mắng. Đó là cái tâm thanh tịnh, tâm bình thản trước mọi sự vật, tâm định tĩnh của các ngài. Cho nên mà đó là cái pháp mà nhờ tu cái hạnh nhẫn này, nhẫn ba la mật này,
thì chữ Ba La Mật á đó là tiếng Phạn dịch nghĩa ha, đó là viên mãn, trọn vẹn, tròn đầy. Mình làm cái gì mà nó viên mãn, trọn vẹn, tròn đầy, đó gọi là Ba La Mật. Còn mình làm một phần nào đó, nó chỉ có được một phần nào đó thôi đó, không phải là Ba La Mật. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái hạnh nhẫn mà Đức Phật ngài dạy ha, trong bài kinh Đại Bất Thích này đó, tôi trích ra để cho chúng ta thấy có thể có những cái hạnh nó quá cao siêu, nhưng mà đây là những cái hạnh mà chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã hành, đang hành và sẽ hành. Ai mà làm được như vậy thì mình từ từ trước bước trên con đường Phật đạo ha. Lại này xả lời Phật, lúc thực hành nhẫn Ba La Mật, đã Bồ Tát phải tu tập chánh pháp như vậy. Này xá lợi Phất, đại Bồ Tát ấy là nghĩ rằng, giả sử trong trăm ngàn câu chi na do tham đại kiếp, chúng sanh thường dùng dao gậy nối đá làm hại ta, chỉ còn sống sót chừng giây lát, ta phải vui mừng mà quán niệm rằng lại thai, người phàm phu này có thể chẳng giết hẳn ta. Bồ Tát ấy từ nay về sau càng tu học ơn, là nghĩ rằng giả sử của chúng sanh trong khoảng thời gian đi bảy bước chặt đứt đầu ta như số cát sông Hàn, ta cũng trọn chẳng hờn giận họ. Đây là những cái điều thực sự chỉ có Đức Phật mới nói. Đối với người đời không bao giờ có thể mà nghĩ đến được. Đức Phật này dạy là giả sử mà trong trăm ngàn Câu chi na do tha là vô lượng vô số đại kiếp đó, mà chúng sanh cứ dùng dao gậy nối đá đánh đập mình chỉ còn sống sót trong chừng giây lát thôi đó, mà phải vui mừng quán niệm người đó chưa có chiến thắng mình mà phải cần tu tập thêm nữa. Đối với chúng ta đó ha, khi nghe lời người này người nọ mà mình nhạy cảm quá, phải không? Mình nghĩ họ nói xấu mình, nói xiên nói xỏ mình, cũng bực tức rồi. Mà không phải chỉ bực tức ngay lúc đó, về nhà cũng bực tức, đi chỗ nào cũng bực tức, rồi kéo dài có thể là một tuần, một tháng, một năm, vân vân. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật ngài dạy vì đó, dẫu chúng sanh mà có đánh mình gì, hại mình gì nữa, mà mình còn sống chút xíu nữa, mình cũng phải cố gắng mà tu học, chứ không có sân hận. Cho nên phần thứ hai đó, phần sau nè, lại dẫu có người mà trong khoảng thời gian bảy bước mà chặt đứt đầu ta như số cát sông Hằng, cũng chẳng hờn giận, chặt đầu cũng không có giận nữa. Cho nên thật sự như tôi nói đó, chỉ có Đức Phật chư đại Bồ Tát mới nói được vậy. Chúng sanh chúng ta thì miệng bàn đụng tới lời ăn tiếng nói cũng thua đủ với nhau, đừng nói chi là đụng tới thân mạng, đụng tới xe cộ, đụng tới của cải của mình. Nên chúng ta thấy đó cái hạnh nhẫn mà gọi là Ba La Mật trọn vẹn của Đức Phật thế nào đó. Nên quý vị nhớ ha, nhớ câu chuyện trong kinh Kim Cang đó, vị vua dẫn hoàng hậu với cung nữ đi vô rừng săn bắn á, rồi hoàng hậu với cung nữ đi lạc đến gặp vị tiên tiên nhẫn nhục. Lúc đó họ ngồi chung quanh thỉnh pháp với vị tiên này, thì ông vua đi một hồi cứ tìm hoàng hậu với cung nữ, thấy ngồi xung quanh vị tiên này đó, nó sao ông mà vô dẫn hoàng hậu và cung nữ của ta, ông ngồi đây ông tu cái gì, tu pháp gì? Thì vị này mới nói là tu hạnh nhẫn. Thì nhà vua nói nhưng mà vậy ông tu nhẫn thì để ta thử con nhẫn hay không. Ông rút kiếm ra chặt hai tay
của vị tiên này. Thì chặt hai tay xong, rồi vị nhà vua mới hỏi ông có hờn oán ta hay không. Thì vị tiên nói không. Rồi ông vua chặt tiếp luôn hai chân, rồi nói ông có hờn, có oán ta, có thù ta hay không. Vị tiên này nói không, vì ông vua này đó nó không có tin. Nên vị tiên này mới phát nguyện, nếu mà tôi có một cái tâm niệm sân hận thì khiến cho thân tôi không có, tứ chi của tôi tức là hai tay hai chân không có hoàn trở lại, lành trở lại, nhưng mà nếu với cái tâm niệm lành thiện, với cái tâm hạnh nhẫn nhục thật sự thì xin tứ chi của tôi hoàn lại, thì ngay lúc phát nguyện đó đó, tứ chi của vị tiên nhẫn nhục này lành lặn trở lại. Thì đó, trong kinh Kim Cang Đức Phật ngài nói đó, chỉ có các vị Đại Bồ Tát, chư Phật trong quá khứ mới hành được như vậy. Còn đối với mình thì rất là khó, nhưng mà mình cũng phải cố gắng ha, cố gắng mà hành những cái hạnh đó. Được, ví dụ đơn giản có thể là những cái điều này nó hơi cao siêu ha, chỉ có Đức Phật hoặc chư Đại Bồ Tát mới hành trì. Mà thực sự trong cuộc sống hàng ngày đó, chúng ta cũng thường hành trì rồi mà chúng ta không có nhận thức được, hay chúng ta không có để ý. Mà đôi khi chúng ta hành trì hành nhẫn này với những người mình thương, mình lo, còn với người khác thì mình không thương, không lo thì mình không nhẫn nổi. Cho nên bữa lễ phía Quan Âm á, chúng tôi có nói về cái hình tượng Bồ Tát Quan Âm, một tay này cầm cái bình nước cam lộ, một tay này cầm cái nhành dương liễu. Quý vị nhớ đó, nước cam lộ đó có nghĩa là nước từ bi, tượng trưng cho nước từ bi. Cành dương liễu tượng trưng cái tâm hạnh nhẫn. Như quý vị có con nhỏ đó, mình vì thương con cái mình, cho nên từ lúc mà nằm trong bụng mẹ đến khi sanh ra, nó có đạp, nó có la, có khóc, nó có tiểu tiện vân vân, đều phải vì tình thương, cho nên đều phải nhẫn, nhẫn để lo săn sóc. Lúc nhỏ cũng vậy, từ lúc lớn, nhỏ thì lo cách nhỏ, lớn thì lo cách lớn, vì cái tình thương đó. Chứ nếu không có thương thì không có nhẫn nổi. Mà nhờ có nhẫn mới phát triển được cái tình thương, mới nói tình thương của cha của mẹ bao la chỗ đó đó. Nên đó là hành nhẫn mình cũng hành trì được, làm được đối với con cái mình và với người chồng mình, người vợ mình cũng vậy, cha mẹ mình cũng vậy, người thân của mình cũng vậy, bất cứ ai mình thương mình đều hành nhẫn được hết trơn, vì mình thương họ mình mới nhẫn. Cho nên mình cũng có phần nào làm được đó, nhưng mà ở đây Đức Phật ngài dạy chúng ta phải mở rộng ra, không phải chỉ riêng trong phạm vi gia đình mà thôi, bà con quyến thuộc của mình mà thôi, mà có thể những người bên ngoài. Và thỉnh thoảng tôi cũng có nghe những vị mà đi làm ha, đôi khi mình phải nhẫn ha, nhẫn với bạn bè, những người làm chung với mình, coworker hay là những người supervisor, manager của mình bị họ chèn ép gì đi nữa, mình phải ráng mà nhẫn. Nên nhờ đó mà mình giữ được cái công việc nó lâu dài. Còn nếu không nhẫn nổi rất là khó. Rồi ngay cả người nào mà làm chủ, chủ tiệm này tiệm nọ mà có khách vào cũng phải nhẫn, nhẫn để giữ khách. Nên mình có hành trì được đó, mình có làm được chứ không phải không. Nhưng mà trong cái phạm vi gia đình, trong phạm vi cuộc sống bình thường của mình, nên ở đây Đức Phật ngài dạy hành nhẫn đó, nhờ vậy mình mới ngày mới được thành Phật sớm. Còn đối mình nhờ hành đó mình mới giữ được cái tình cảm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, nhờ đó mình mới giữ được công việc làm mình, vân vân.
Nên mình cố gắng mở rộng cái tâm mình ra, nhờ mình hạnh nhẫn và có thể cái tâm mình được dịu dàng, nhẹ nhàng, khiêm cung hơn, dễ nhập đạo hơn. Rồi ở đây Phật giải tiếp đó, tại sao vì giận hờn có tổn hại những căn lành đã chứa cả trăm ngàn kiếp. Nếu bị tổn hại căn lành thì ta sẽ phải trải qua trăm ngàn đời kiếp mới bắt đầu cần khổ tu thánh đạo được. Thì Phật dạy đó, cái tâm giận, tâm hờn này, tâm sân này đó, nó làm tổn hại những căn lành mình đã chứa nhóm biết bao nhiêu trăm ngàn đại kiếp rồi. Rồi bây giờ nếu mà mình để cái tâm sân, tâm giận đó đó, nó nổi lên, nó khởi lên thì nó làm tổn hại căn lành của mình. Tổn hại thì mình phải làm lại như của đầu, cũng là tôn công. Như thỉnh thoảng tôi có nói, nhiều khi chúng ta nếu chúng ta không có biết giữ công đức, giữ phước báo, khi một tâm sân nổi lên, rừng công đức mình phải cũng đốt hết. Những công đức mà mình hộ chùa chiền hay giúp người nghèo khổ vân vân, khi người ta nói lời trái tai gây mắt vân vân, nói lời nghịch nhĩ mình không có thích, hoặc là bị chuyện gì đó, mình quay trở lại mình phải bị bán, quay trở lại mình dèm pha vân vân. Đó là những cái giây phút mà mình đốt phước báo của mình. Cho nên khi mà mình thành được những hạnh nhẫn này đó, thì những cái phước báo công đức mình đã làm rồi và mình giữ trọn vẹn. Người ta nói xấu, người ta nói tốt hay không, chuyện của người ta, cái nhân quả sẽ đến với họ. Nếu được như vậy thì thật khó được vô thượng bồ đề. Nếu mà để cho cái tâm sân khởi lên mà không có nhẫn nổi đó thì rất là khó mà hướng đến quả vị Phật, rất khó mà đạt đến quả vị Phật. Vì thế nên ta phải mặc áo nhẫn nhục, dùng sức kiên cố dẹp quân giận hờn. Nên đó Đức Phật này dạy phải mặc áo nhẫn nhục đó, đó. Mà trong kinh Bát Hoa đó, Đức Phật này cũng dạy đó, Ngài dạy chúng sanh chúng ta, dỗ người xuất gia, dỗ người tại gia, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, mặc áo nhẫn nhục. Nên phải dùng cái sức nhẫn nhục đó mới thành tựu đạo nghiệp được, vào nhà Như Lai, vào nhà khắp không. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tu Đại Thừa mà có lòng giận hờn thì ma được dịp làm hại và làm chướng ngại vô thượng bồ đề. Nếu mà mình tu tập mà mình bỏ cái tâm sân hận, thì những lúc đó đó, lúc mà mình cái tâm sân hận đó đó, thì ma mới có cái dịp mà hại mình, mới làm chướng ngại cái chuyện tu tập của mình. Nên chúng ta nhớ khi nói về ma đó thì có thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma và nội ma. Quan trọng chính là nội ma. Nội ma là cái tâm phiền não của mình. Nên khi mình khởi cái tâm phiền não, tâm sân, tâm ganh ghét đố kỵ, đó là nó cản trở cái sự tu tập của mình. Đó là phát sinh cái nghiệp ma. Ma đây không phải chỉ là thiên ma mà đạo hay ma quỷ vân vân, mà chính bên trong tâm của mình có những phiền não vọng động đó, đó là nghiệp của ma. Nếu có Bồ Tát lòng dừng ở y bát chẳng thể rời bỏ, phải biết đó là ma nghiệp. Nên ở đây Phật Ngài dạy những vị mà xuất gia đó, nếu mà chấp vào y bát thôi, giữ đó, chấp vào đó, đó là ma nghiệp. Lòng dừng ở nơi khất thực, nơi nhà thí chủ chẳng thể rời bỏ, mà biết đó là ma nghiệp. Chấp vào đến thọ thực của một nhà thí chủ đó cũng dính mắc đó. Lòng dừng ở nơi danh tiếng, cung kính lợi dưỡng chẳng thể rời bỏ, mà biết đó là ma nghiệp. Đây Phật Ngài nói về người xuất gia dù không, là tu là vì muốn
được sự cung kính, được sự lợi dưỡng mà không có bỏ được đó, đó là mang nghiệp thôi. Nên có nhiều khi mình nghe nói ha, có những vị không biết cách đó, cách tu, khi mà dính mắc nhiều quá đó, đôi khi nghĩ là làm việc Phật sự mà làm ma sự, Phật sự là lúc nào cũng nghĩ lo cho chúng sanh với cái tâm thanh thản an lạc cho chính mình, cho người khác. Còn khi mình làm cái việc này việc nọ, giả sử mà nhiều khi xây chùa hay là in kinh ấn tống, nhiều khi làm cho người khác buồn phiền cũng là cái ma sự đó. Rồi đây đối với người xuất gia Phật dạy là với pháp xuất gia thường có lòng chán khổ, đó là ma nghiệp. Với pháp lành sạch có lòng khinh rẻ, đó là ma nghiệp. Đối với những pháp lành thiện trong sạch mà mình xem thường, đó là do cái tâm vọng động của mình khởi lên, đó chính là ma nghiệp. Chỗ trống vắng không có chí mong cầu, đó là ma nghiệp. Đối với người xuất gia, người tại gia cũng vậy, chỗ mà trống vắng, chỗ yên tĩnh, mình ở chỗ đó đó thì tâm mình sẽ lắng động dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình cứ lăng xăng ở chỗ này chỗ nọ, chỗ náo động hoài thì tâm mình đó loạn động, thì tâm loạn động tức là những cái tâm phiền não nó khởi lên, đó chính là ma nghiệp. Chẳng thích chánh đẳng chánh giác, đó là ma nghiệp. Nếu mà không có hướng đến quả vị Phật cũng là ma nghiệp đó. Đây là nói về cái quan điểm đại thừa dẫn đến đối với hòa thượng và a xà lê không có lòng kính ngưỡng tùy thuận, đó là ma nghiệp. Đối với các bậc trưởng thượng, với các bậc tôn túc mà mình không có lòng cung kính, ngưỡng mộ, tùy thuận, đó chính là ma nghiệp luôn. Này xá lợi Phất, bao nhiêu lời hờn giận như vậy có thể làm nhiễu loạn đạo Bồ Đề. Đây phải nên dừng tâm nhiễu loạn đó. Những cái điều mà hờn giận như vậy, những cái tâm sân hận như vậy, nó làm cho đạo tâm Bồ Đề của mình nó loạn động. Này xá lợi Phất, lúc thực hành nhẫn ba la mật, đại Bồ Tát nghĩ rằng từ nào các chúng sanh bị những ác ma sình rập để hại, đó là hờn giận. Thì Phật này nhắc lại đó, mình thường bị ác ma sình rập. Ác ma đó là gì? Đó là cái tâm giận, tâm hờn của mình, tâm sân của mình, tâm ganh ghét của mình. Ta nay sẽ vì ông mà nói rộng việc ấy. Này xá lợi Phất, nhớ thở quá khứ ta làm đại tiên nhân tên tu hành xứ, bây giờ có ác ma hóa làm 500 người đàn ông mắng nhiếc luôn theo mắng ta, chẳng luận nơi tăng phường tịnh thất, làng xóm tục gia, hoặc nơi đường xá, nơi trống vắng, hoặc ngày hoặc đêm, lúc ta đi đứng nằm ngồi, các hóa ma ấy dùng lời thô mắng nhiếp quở trách ta cả 500 tròn. Ta nhớ trong thời gian 500 năm ấy bị nắng quở như vậy, ta chẳng hề có chút lòng hờn giận đối với họ, mà có lòng từ bi xót thương họ. Vì thấy đó, Phật trong đời quá khứ đó, trong đời tiền kiếp hành nhẫn như vậy đó, có ác ma hóa làm 500 người mà cứ đi đâu Phật đi đâu á, họ cũng đi theo để mà chửi mắng, dẫu ở nhà, dẫu ngoài đường, dẫu đường xá, dẫu nơi trống vắng, và ngay cả ngày, ngay cả đêm, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, họ chạy theo mắng nhiếc, chửi mắng ngài, mà suốt trong 500 như vậy, 500 năm như vậy đó. Và ngài nói rằng ta nhớ trong thời gian đó ta chẳng hề có chút lòng hờn giận đối với họ. Nên đó gọi là nhẫn trọn vẹn như vậy đó. Đối với chúng ta ha, đôi khi đó có người này người nọ nói ra nói vô, nói có thể nói một lời mình nhẫn được, nói lời thứ hai còn nhẫn, thứ ba, thứ tư, chắc thứ 10 là nổ tung. Không có thể nào nhẫn nổi, thấy không?
nên đối với phàm phu chúng ta cái lực nhẫn nó yếu ít là chỗ đó. Nên cái phần đầu Đức Phật Ngài dạy đó, chỉ các bậc đại trượng phu, những vị đại Bồ Tát mới hành được những cái hạnh nhẫn ba lớp bậc này trọn vẹn này. Dẫu một cái chửi có mắng bất cứ chỗ nào hay là bất cứ thời gian nào, các ngài cũng đều nhẫn nổi. Còn chúng ta đó ha, đôi khi có những điều chúng ta nhận được ít, nhưng mà khi nhiều quá chúng ta không thể nhận nổi. Mình nhận nhiều khi không phải là nhận, mà là kiềm chế, hay đè ném, hay là ghim gút. Ví dụ như người nào đó đó, họ chửi mình không có cần chửi lại, lúc đó có thể mình nói không cần chửi lại, ghim đó. Lần thứ hai quỷ chửi nữa cũng ghim đó, lần thứ ba, thứ tư, lần thứ năm, rồi đến thứ mười, rồi chửi lại liền, kể tội lại liền, thấy không? Đó không phải là nhẫn, mà đó là gì? Đó là mình gọi là lấy đá để cỏ, về chuyện được ghim gút, hay là mình gọi là ghim đè ném thôi. Nhưng mà khi đè ném rồi đó, thì có khi mà có chuyện xảy ra đó, không có thể nào mà control được, không có thể nào kiềm chế được. Nên thỉnh thoảng tôi cũng có kể câu chuyện thật á. Cách đây mấy năm đó, có một cái anh này đó rất là hiền, anh sửa xe, còn vợ thì làm cũng làm neo đó. Thì bữa tối đó vợ mới đi làm về, anh ta đứng đợi trước cửa đó, để rút múc súng ra bắn người vợ, rồi đi vào nhà tìm đứa bé con gái 8 tuổi cũng bắn luôn, mà con gái đó còn cái phước báo nó chơi bên nhà bạn đó. Thì rồi sau đó anh ta tự bắn ảnh luôn ở bên Atlanta, Georgia đó. Thì sau đó đó thì mấy người bạn mới nói đó, biết đó là cái anh này rất là hiền, nhưng mà vì sống chung với mẹ vợ, rồi vì người vợ đối xử không đồng hoàng gì đó, mà cứ càng ngày càng dồn dập, càng lớp này lớp khác anh ta chịu không nổi. Và có những người bạn người ta nói rằng thường á, khi anh ta gọi có bắt, mà thật sự trong cái đêm đó làm sao đó, người ta gọi 2-3 người, mà hoặc có người biết anh ta gọi mà không có bút bắt, hoặc là miss call. Thì nếu mà họ nói đó, nếu mà có người bạn nào mà bắt phone, có thể là anh ta trút ra cái sự tức giận đó, thì có thể là không đến nỗi nào. Nhưng vì cái nhân duyên sao đó mà gọi không có được người bạn nào hết trơn, rồi cuối cùng anh ta quẩn trí là hại vợ mình, hại mình, định hại đứa bé nữa. Cho nên ta thấy đó ha, làm sao cố gắng đối với Phật tử, đừng bao giờ mà chúng ta ghim gút ai ha. Dẫu cho vợ, dẫu cho chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, dẫu cho bất cứ ai, nó rất là nguy hiểm. Tại nó rõ đó, nó nguy hiểm lắm quý vị. Hay có một cái trái bom nổ chậm vậy đó. Nên mình tốt nhất đó, mình tha thứ được họ, tha thứ, buông xả được thì buông xả. Có thể làm ăn buôn bán hết, chuyện này chuyện nọ, người xấu, người tốt, người thương, người ghét vân vân. Làm xong ngày đó, mình buông xả. Thì tâm mình nó nhẹ nhàng hơn, chứ bằng không cứ ghim gút đó, rồi có một ngày nào đó, nhất là người trong gia đình với nhau đó, sẽ có chuyện lớn. Nên mình hiểu đó, cái hạnh nhẫn nó quan trọng là nhẫn đó, buông xả, chứ phải nhẫn mà ghim gút, nhẫn để mà gọi là đè nén. Nên ôi phàm phu chúng ta đó, Phật Ngài dạy những cái điều này để chúng ta cố gắng mà hành trì. Nhưng chúng tôi thường nói đó, mình tập sao đi ha, tối thì mình ngủ trước khi ngủ, mình dặn chính mình, nhắc chính mình, dẫu bất cứ hôm nay có điều gì, dẫu bất cứ hôm nay có ai nói gì mình, nói xấu, nói tốt, là thương hay ghét, vân vân, chửi mắng vân vân, mình phát nguyện mình không có giận họ, không có hờn họ, không có hận họ. Thì cứ tâm suy nghĩ như vậy đó, thì đương nhiên là mình ngủ ngon. Chứ bằng không á, mình nằm xuống đó mà tâm mình nghĩ những cái câu, nhớ lại những câu người đó chửi mình, mắng mình vân vân,
thì đương nhiên chính mình khổ, mình không có ngủ yên, ăn không ngon ngủ không yên, rồi sáng hôm sau đi làm lại mệt, thấy không? Nên điều này là điều Đức Phật ngài nhắc chúng ta cố gắng đó, cố gắng xả bỏ, cố gắng tha thứ, cố gắng buông xả, không có dính mắc những cái lời mắng chửi người khác. Thì đương nhiên đối với người bình thường, giả sử như có người bạn tốt, họ chỉ cho mình những điều hay lẽ phải, những điều có thể là trái tay, nhưng mà nếu vì cái tâm họ muốn giúp mình cũng lắng nghe như tôi nói đó. Rồi nhiều khi ví dụ như cha mẹ thương con cái mình, đứa con nó không có hiểu, nó chơi với lửa chẳng hạn, hay chơi với những cái đồ dễ cháy chẳng hạn, có thể mình đã đứng xa mà mình không có stop được nó, mình la nó, la với cái tâm nó tâm từ bi thì hơi cao siêu, nó tâm cái tình thương muốn cho nó không bị phỏng mình mới la. Thì vậy đó, để mà mình nhắc cho nó vì thương chứ không phải vì sợ hận. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng có nói ra chút xíu đó, cha mẹ đôi khi vì cái thói quen thấy con cái làm sao chút xíu là cứ la cái hét, rồi thực sự ngay lúc đó nó sợ, đây là nó không phải sợ mà sợ áp đặt á. Rồi sau này nó lớn lên nên nhớ lại những điều đó, không? Nên tốt nhất đó, trước khi mình la mình mắng con mình, nhắc nhở con mình, răng nhắc con mình, thì mình phải kiềm chế lại cái tâm mình lúc đó có sân hay không. Đa phần mình nói là mình không có sân, vì thương thực sự đa phần mình không kiềm chế được, mình la liền. Lúc đó ta nghĩ rằng nếu có thiện nam tử giữ gìn giới có đủ pháp lành, nhờ ích nơi tánh tham sân si, chẳng phải chỉ làm lợi ích cho các người ấy mà gọi ta làm các việc khó làm, cũng chẳng phải chỉ làm lợi ích cho các người ấy mà có thể chứng được vô tường bồ đề. Thì ở đây Phật ngài dạy đó, nếu có người nào mà giữ những giới hạnh thanh tịnh lành thiện, tâm bớt cái tham sân si, và đối với những người đó đó cũng là làm những việc khó làm rồi, nhưng mà cũng phải là làm được việc đó đó mà dễ mà chứng được cái quả vị Phật. Vì nếu có các chúng sanh can cường khó điều phục, giới có đủ pháp ác tánh tham sân si, nếu ta làm lợi ích cho các người ấy thì mới đáng gọi ta làm việc khó làm. Do ta làm lợi ích cho các người ấy mà mau chứng vô thượng bồ đề trước, nên sẽ làm cho các người ấy chứng niết bàn vậy. Đọc qua câu này vì khó hiểu ý Phật ngài dạy đó, nhất là những người mà cái tâm tham nhiều, tâm sân nhiều, tâm ganh ghét đố kỵ nhiều, mà nhất là tâm sân, họ dễ dàng sân hận mà mình nhẫn được họ, nhẫn được với họ, đó mới là những điều đáng làm, những điều mà khó làm mà mình làm được thì mới mau chứng quả vị Phật. Này Xá Lợi Phất, lúc lòng dần hờn giận nổi lên, các đại bồ tát ấy phải bắt khởi chánh niệm lớn như vậy. Nếu cái chánh niệm lớn thì các sự lợi ích mau được viên mãn. Khi mà khởi lên những cái tâm sân tâm giận đó đó, thì lúc đó nếu mà vị nào mà hành thành Bồ Tát, chứ các vị đã Bồ Tát liền khởi những cái tâm chánh hạnh chánh niệm để mà chuyển hóa cái tâm sân. Nên chúng ta thấy đó ha, trong cuộc sống hàng ngày đó, chúng ta không có thể nào mà gọi là đi được con đường suôn sẻ ha, gặp rất là nhiều chướng duyên chướng ngại. Chính bản thân mình ha, thân cũng có bệnh hoạn ha, tâm mình cũng loạn động, rồi trong cuộc sống hàng ngày với vợ với chồng với cha mẹ con cái anh chị em, rồi làm ăn buôn bán vân vân. Cho nên mình phải nhẫn ngay cả cái thân của mình, nhẫn khi mà mình bị bệnh hoạn,
và nhẫn ngay cả cái tâm của mình, tâm mình lúc mà mình bị loạn động ha. Ở đây Đức Phật ngài dạy đó, những lúc mà tâm mình nó khởi cái tâm sân như vậy đó, phải nên pháp khởi là pháp gọi là pháp đối trị đó. Khi mình khởi, mình có những tâm sân, mình biết mình giận, mình tức ai đó đó, thì Phật dạy mình phải có pháp đối trị là khởi cái tâm lành thiện, nhắc chính mình, mình biết ha, dùng cái tâm lành thiện, tâm từ bi, cái tình thương để mà chuyển hóa cái tâm sân đó, rồi thì mới được lợi ích, mau chóng được viên mãn đó. Này xá lợi Phất, thọ quá khứ do Đức Như Lai thực hành những ba la mật như vậy nên chứng được vô đề, vô thượng bồ đề. Vì thế nên Đại Bồ Tát muốn cầu vô thượng bồ đề thì ở nơi các nhẫn lực luôn phải có đủ sự chịu đựng được các lạnh nóng đối khác, gió nắng mũi mòn rắn sức cắn đốt, có thể nhịn chịu tất cả những lời thô ác mắng quả, có thể chịu hết tất cả sự đánh đập chặt chém thân thể đến phải chết. Vì thấy không, Phật này tóm tắt lại đó, chúng ta cái phần trên về cái hạnh ba la mật, hạnh nhẫn ba la mật, nhẫn trọn vẹn như vậy đó, bên ngoài nhẫn được có cái lực, nhẫn được cái sự lạnh, sự nóng, đối khác, gió nắng hay mũi mòn rắn rít cắn đốt, đó là bên ngoài. Rồi đối với thân nữa, rồi có thể nhận chịu được những cái lời thô ác mắng chửi, hoặc có thể chịu được tất cả sự đánh đập chặt chém thân thể đến phải chết luôn. Như tuần rồi tôi có kể câu chuyện ngài Thánh Tục Đề Bà, đệ tử của ngài Luận Thọ hay là tổ sư tử đó, các ngài bị giết hại mà tâm các ngài an nhiên tự tại, không có tâm sân, đó là vị tổ, các vị thánh, đó là những cái gương sáng để cho chúng ta noi theo. Đây gọi là Đại Bồ Tát an trụ mau chứng được vô thượng bồ đề. Đại này xá lợi Phất, thế nào là Bồ Tát nhẫn ba la mật, y theo đó mà tu hành, Đại Bồ Tát thành tựu sung mãn đầy đủ tướng nhẫn pháp. Đây Phật ngài nói thêm, này xá lợi Phất, không giận hờn là Bồ Tát nhẫn. Xin vị từ đây về sau nhớ ha, đối với người Phật tử mình, nhất là những vị mà phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi đó, không giận hờn là Bồ Tát nhẫn. Mình cố gắng làm sao đừng có để cái tâm sân hận, tâm gan ghét đố kỵ nó len lỏi trong tâm của mình, nó thúc đẩy mình tạo nghiệp xấu ha. Không có giận dữ là Bồ Tát nhẫn, không giận hờn, không giận dữ, chẳng khởi oán thù là Bồ Tát nhẫn. Mình không khởi oán thù ai hết. Người hồi xưa người ta có hại mình, người ta nói xấu mình thì nữa đó, mình không có thù, không có oán họ. Và ngay cả trong kinh Phạm Võng Giới Bồ Tát á, Đức Phật ngài có nói cái phần làm dẫu cho người nào đó giết cha giết mẹ mình đi nữa đó, mình cũng không có trả thù. Nên đôi khi chúng ta thấy đó ha, theo cái truyền thống Á Đông, nhất là khi chúng ta xem những bộ phim gọi là phim chưởng, là những bộ phim hồi xưa đó ha, như Tam Quốc Chí này nọ đó, thường đa phần là sao, khi mà lúc còn nhỏ ha, cha mẹ bị giết hay người thân bị giết, rồi lớn lên ha, học giỏi, học cách này cách nọ, rồi sao đi tìm kẻ thù để mà trả thù lại, đúng không? Không phải chỉ là hồi xưa, ngay cả chính bây giờ cũng vậy, cũng có những cái phim ảnh người thân bị hại rồi, rồi học giỏi là có vũ khí gì đó, sau này đi tìm những kẻ thù mà hại người thân đó và trả thù lại. Đức Phật ngài dạy trong kinh đó đó, ngay cả người ta giết cha mẹ mình nữa, mình cũng có nên mà trả thù trả oán. Vì sao vậy? Mình biết đó, mình có trả thù trả oán thì sao cái dòng luẩn quẩn, đúng không?
người ta giết hại ông bà cha mẹ mình, người thân mình, nhiều khi cái nghiệp duyên với nhau nó đương nhiên. Bây giờ lấy ví dụ giả sử như cướp mà nó vô nhà mình đi chẳng hạn, nó muốn cướp ha, cướp đồ đạc ha, để cả nhiều khi muốn giết hại người thân mình, như là con cái mình, thì có phải mình để cho họ tự làm tự tung tự tác không? Không phải vậy, vì đừng có hiểu lầm ha. Như từng đoạn tôi nói đó, mình phải tìm cách để mình tự bảo vệ mình, tự bảo vệ cho người thân của mình, self defense á, chứ không phải mà khoanh tay đó, ngồi đó mà khoanh tay mà nhìn, không phải vậy, không phải thụ động kiểu đó đâu. Xin vị đừng có hiểu lầm. Nhưng mà cái quan trọng chính là giả sử cái duyên nghiệp mà đã xong rồi, thì đó là ngoài tầm tay mình, thì đừng bao giờ khởi cái tâm gọi là oán thù người khác. Nên nói điều này rất là khó đối với người đời và đối với Phật tử đó ha. Nếu mình tu tập từ từ mình sẽ thấm nhuần, rồi mình sẽ hiểu được lý nhân quả ba đời. Tại sao mà mình bị hại, hay tại sao người thân mình bị hại, chứ không phải tự nhiên trên trời rơi xuống. Nên thỉnh thoảng tôi có kể vị nghe câu chuyện của Ngài Anh Thế Cao đó, vì một trong những cái vị mà đại dịch giả, trong cái thời kỳ đầu tiên sơ kỳ Phật giáo mới truyền qua bên Trung Quốc á, thì để tôi kể lại cho vị thấy cái sự thấu suốt của các vị thánh đã nhập đạo rồi, đã sống với đạo rồi, có cái trí huệ cao siêu, cho nên mới thấy được cái nhân quả ba đời. Thì lần đó đó, Ngài A Tỳ Kheo ha, Ngài vốn là hoàng tử của xứ An Tức, thì Ngài biết cuộc đời vô thường, cho nên Ngài bỏ cung vàng điện ngọc rồi để mà họ bỏ Ngài đi xuất gia. Ngài xuất gia thì vô bên Trung Quốc, thì trên đường đi đó thì đến cánh đồng vắng, thì Ngài thấy một cái người nào đó đó tự nhiên cầm cái cây chạy tới đánh Ngài. Lúc đó đánh Ngài chết luôn. Thì lúc đó đó cái thần thức của Ngài cũng quay trở lại cái xứ An Tức nữa, cũng trở làm thành hoàng tử nữa, rồi cũng đi xuất gia rồi đó là mấy chục năm sau đó, thì cũng đến cái vùng đó, rồi Ngài tìm đến cái căn nhà đó luôn, căn nhà mà cái người mà đánh mà giết Ngài đó. Thì khi mà Ngài đến đó, Ngài hỏi có phải ông là cái người đó giờ đó, tháng đó hay chỗ đó đánh cái người này bị chết hay không, bị mất mạng hay không. Thì cái ông này đó, ông lỡ tao đánh cái vị tu đó đó mà chưa có ai biết, cho nên ông ta nghe vậy, ông ta tưởng Ngài là hồn ma ha, báo oán trở về để đầu nợ. Thì Ngài mới hiểu được Ngài đó không phải đâu, ta biết cái nhân quả nên phải trả nợ như vậy đó. Rồi Ngài nói ta còn một cái nợ nữa, ngày mai đó ta đi ra ngoài chợ đó sẽ bị người khác đánh, có thể bị mất mạng, nhưng mà nhờ ông đưa cái trap này, trong cái trap đó Ngài viết mấy câu bỏ trong cái trap đó đưa cho ông quan. Thì đúng quan hôm sau Ngài ra ngoài chợ đó, đi ngang qua chợ thì thấy hai người đang đánh nhau, họ đánh dùng cây dùng gì đó đánh với nhau, rồi Ngài đang đi thì họ đánh Ngài, rồi Ngài chết ngay tại chỗ luôn. Thì ông quan quân mới bắt hai người này xử tội. Thì cái người mà giết Ngài đợt trước đó, mới đưa cái tráp, trong đó có cái miếng giấy mà Ngài viết lại đó. Thì ông quan mới mở ra đọc những cái lời mà Ngài giải thích đó. Thì lúc đó ông quan mới tha tội cho hai cái người mà lỡ đánh Ngài mất á, Ngài mất mạng. Rồi đời sau ha, đời thứ ba Ngài mới qua trở lại rồi biên dịch kinh điển. Nên đây đó, tôi muốn kể lại câu chuyện này để vì thấy rằng á, những cái người mà thấu suốt nhân quả ba đời rồi đó, cái chuyện mà người khác hại mình hay là chửi mắng mình vân vân, các Ngài tự tại chỗ đó, vì các Ngài
thấu suốt được nhân quả ba đời. Còn mình chưa có thấu suốt được nhân quả ba đời đó, nên tại sao mình không có hại họ, mình không có nói xấu họ vân vân, mà họ cứ theo, họ chửi mình, họ hại mình, tập gậy quán sao vân vân, thấy không? Nhưng mà mình hiểu được cái nhân quả rồi đó, thì thực sự mình chấp nhận được, chấp nhận rồi mình cố gắng mình trả, thấy không? Nhưng mà nãy giờ tôi nói đó, nếu mà nằm trong trong tâm mình, nằm trong khả năng của mình mà ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác, vân vân, thì chính mình cũng phải cố gắng bảo vệ người thân mình, chứ không phải là khoanh tay ngồi đó. Nhưng mà khi mình hiểu thấu suốt về cái lý nhân quả đây đó, khi cái việc nó đã xảy ra xong rồi, như nãy tôi nói đó, một người dạy dỗ người khác có hại cha hại mẹ mình hay là người thân mình, cũng đừng có bao giờ có cái tâm oán thù hay là trả thù, ha. Đó mới gọi là Bồ Tát nhẫn. Không có tổn não là Bồ Tát nhẫn. Mình không có làm người khác buồn phiền, tổn thất đó, đó là nhẫn. Khéo bảo hộ mình là Bồ Tát nhẫn. Bảo hộ mình, giữ tâm, giữ thân mình cho thanh tịnh. Khéo hộ, bảo hộ người khác là Bồ Tát nhẫn. Không phải chỉ giữ cho mình mà còn giữ cho người khác nữa, giúp cho người khác nữa. Khéo bảo hộ thân là Bồ Tát nhẫn. Khéo bảo hộ lời nói đó là Bồ Tát nhẫn. Khéo bảo hộ ý là Bồ Tát nhẫn. Nên đây Đức Phật ngài dạy chúng ta thấy rõ ha, mình phải khéo khéo giữ lời ăn tiếng nói ha, nói chung là khéo giữ thân khẩu ý cho nó thanh tịnh, đó cũng là nhẫn, phải không? Cho đôi khi người ta chửi mình mà nhiều khi mình không có nhẫn nổi, mình chửi lại buộc miệng ra, mình chửi lại liền, không? Mình không có chửi lại, đó chính là mình nhẫn từ khẩu ha. Mà nếu mà khi bị người khác hại mà không có khởi cái tâm sân nữa đó, cũng là nhẫn đó. Nhưng mà đôi khi đối với phàm phu chúng ta điều đó rất là khó ha, nên phải giữ ý mình hành nhẫn đó. Quán sát đúng lý là Bồ Tát nhẫn, quán sát đúng theo chánh pháp đó là nhẫn đó. Chán rời năm dục ở tài sắc danh thực thùy đó ha, đó chính là nhẫn đó. Thực sự khi mà nói về năm dục này đó ha, thì biết đó ha, rất là dễ bị cám dỗ. Khi mà mình nhẫn được ha, người ta dụ dẫn về tiền bạc ha, về sắc đẹp hay về thức ăn uống vân vân, mình không có bị cám dỗ, không bị động tâm, đó là nhẫn đó. Tu tịnh nghiệp báo là Bồ Tát nhẫn ha, làm hay hành trì những cái hạnh nghiệp lành thiện thanh tịnh, đó là Bồ Tát nhẫn. Thân thanh tịnh là Bồ Tát nhẫn, tâm thanh tịnh là Bồ Tát nhẫn. Giữ tâm mình thanh tịnh, giữ thân được thanh tịnh cũng là hạnh Bồ Tát, Bồ Tát nhẫn đó. Cảm thọ báo vui thanh tịnh viên mãn là Bồ Tát nhẫn. Đó, Đức Phật này lặp lại những cái gì mình tu, mình giữ ba gọi là ba nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh cũng là nhẫn. Giữ cho thân, cho tâm được thanh tịnh, đó là nhẫn. Rồi mình vui trong cái việc mà cảm thọ quả báo lành thiện thanh tịnh, hay là mình làm tạo được những cái quả báo thanh tịnh lành thiện đó, cũng là nhờ cái sự hành nhịn nhẫn của mình. Tưởng Như Lai viên mãn trang nghiêm là Bồ Tát nhẫn. Đó nãy giờ nói về mình, bây giờ Đức Phật thì nói về chính ngài. Nhờ ngài tu tập biết bao nhiêu vô lượng kiếp á, nên tướng hảo của ngài được viên mãn, được trang nghiêm do ngài hành hạnh Bồ Tát nhẫn trong quá khứ. Lời Như Lai thanh tịnh vi diệu là Bồ Tát nhẫn. Thực hành Bồ Tát hạnh nhiếp các gốc lành chẳng để hư mất là Bồ Tát nhẫn. Đối với chính mình, người nào mà phát tâm mà hành hạnh Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát đó, lúc nào cũng nghĩ đến việc mà làm những điều lành, điều thiện mà không có để hư mất đó, đó chính là nhẫn. Như bộ hổng tôi có nói đó, ngay cả khi mà chúng ta
đi xuống phố mà giúp cho những cái người nghèo, người homeless á, mà cũng phải nhẫn nữa, thấy không? Nhiều khi đi vô cái chỗ mà dơ bẩn, cái chỗ mà dưới dưới gầm cầu vân vân, tối hay là ban ngày gì đó đó, không? Mà đôi khi họ muốn bắt tay của mình nữa, không? Cũng là nhẫn nữa, nên làm bất cứ chuyện gì, nhất là lúc mà mình làm được những cái điều làm điều thiện, mình làm thường xuyên á, thì đó do cái hành nhẫn mình làm, mới làm được. Chứ đôi khi mình làm chút xíu, làm một thời gian ngắn rồi mình sợ, mình lo, mình sợ bị này bị nọ, bị mất hay tổn thất tiền bạc, hay là sợ này sợ nọ, rất là khó mà làm lâu dài. Đó là nói về việc mà giúp người nghèo, giúp người ngoài đó. Cho nên lúc nào trong tâm niệm niệm mình cứ nghĩ hoài, lúc nào mình cũng giữ tâm, mình cũng phải cố gắng làm việc thiện, đó là cái gốc của chính mình. Bất cứ lúc nào có cơ hội mình đều giúp họ hết, mình đều san sẻ cái niềm vui với những người xung quanh trong gia đình, ở ngoài xã hội vân vân, đó cũng là nhẫn. Rồi ra khỏi sự bức bách khổ não của chúng sanh là Bồ Tát nhẫn. Chính mình tu tập mà vượt khỏi những sự bức bách khổ não cũng nhờ cái sự nhẫn đó. Trừ cho tất cả các oán thù là Bồ Tát nhẫn, dẹp hết những cái tâm oán thù đó chính là Bồ Tát nhẫn đó. Nên quý vị thấy đó, lời Phật dạy như vậy đó rất là rõ ràng. Và ngay cả khi chúng ta tụng đọc kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, trước khi mình tụng chú Đại Bi đó, có những câu là Nam Mô Quan Thế Bồ Tát nguyện cho con mau biết thực hợp pháp, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát nguyện cho con sớm vào nhà vô vi, vân vân. Nếu con hướng về núi đau liền sụp đổ, nếu con hướng về lửa nước sôi liền khô tắt. Đó cũng giống là Phật dạy vậy thôi. Mình nguyện Bồ Tát á, nếu mình hướng về cái tâm sân nó tượng trưng cho lửa ha, lửa nước sôi tượng trưng cho tâm sân, và đau kiếm cũng vậy, cũng tượng trưng cho tâm sân. Khi mình hướng về hay là mình khởi cái tâm đó, mình tùy chú Đại Bi này, tâm mình được thanh thản, tâm được thanh tịnh, tâm mình định lại, thì mình không có khởi cái tâm sân đó, khởi tâm ganh ghét đố kỵ đó. Thì ở đây Đức Phật ngài cũng dạy đó ha, là mình cũng phải nên chuyển cái tâm đó để giữ những cái pháp lành thiện của chính mình, để dẹp hết những cái sự oán thù, dẹp hết những cái tâm ganh ghét đố kỵ đó ha. Vậy thôi, đây chúng tôi xin tạm dừng ở đây ha. Để rồi tuần sau chúng tôi sẽ dẫn tiếp ha. Thì nó tóm tắt lại đó, thì trong những cái đoạn này Đức Phật ngài nói về hành nhẫn thực sự đúng, chỉ có các vị Đại Bồ Tát có hành được thôi. Nhưng mà đối với chúng sanh chúng ta cũng đã hay đang làm rồi, đã và đang làm, chứ không phải không có, nhưng mà chỉ có phần nào thôi, giới hạn trong gia đình, giới hạn đối với những người mình thương, giới hạn với công việc làm mình thôi. Như nãy tôi nói đó, vì thương con quá, thương chồng con vợ con quá mình nhẫn, vì lo công việc làm ha, cho nên mình mới nhẫn với khách hàng, vì phải học hành cho thành tựu ha, thì cũng phải nhẫn để đi đến trường học, cũng phải nhẫn đối với những thầy cô giáo vân vân, và ngay cả thầy cô giáo cũng vậy, phải nhẫn với học sinh sinh viên mình. Nhưng mà đó có đó cái nhẫn trong thế gian thôi. Mà ở đây Đức Phật này dạy về cái hành nhẫn ba la mật đó, là bất cứ chuyện gì xảy ra, dẫu mũi mồng nó có cắn đốt thân mình, họ dẫu có người nào mà đánh đập mình, chửi mắng mình, hãm hại mình vân vân, cũng không có khởi một cái tâm niệm sợ, thì đó mới thực sự là nhẫn ba la mật. Thì đương nhiên chỉ có các ngài mới hành được thôi, nhưng mà ít nhiều gì chúng ta tập từ từ, nhờ chúng ta tập được cái phần nhỏ, từ từ sẽ tập được cái phần lớn, từng bước sẽ hành được những cái hạnh như ngài đã từng hành trì trong quá khứ ha. Thì thôi ha, đến giờ tôi tạm dừng ha. Vì có hỏi gì không? Nãy giờ vì trong kia có nghe không? Cô Thanh Chi nghe không cô? Vì có hỏi gì không? Sao cho
Nhớ không, nhớ lại bữa bữa lễ Vinh Quang Âm á, thầy nói về gì đó nhớ không? Bồ Tát Quan Âm á, một tay cầm gì? À, lên đây, lên đây. Một tay cầm gì? Một tay ngài cầm gì? Hai tay phải không? Hai tay ngài cầm, một tay ngài cầm gì? À, đứng ở đây nè. Cầm lồ hả? Cầm lồ là gì? Là gì không? Nó nhìn nhìn tượng Quan Âm á, một tay này cầm gì đó, bình nước, nước gì, nước cam lồ đó, tượng trưng cho tâm gì nhớ không? Ôi nghe chết rồi. Tượng trưng tâm từ bi, nhớ cái hộp con nói đó, con nói nhắc lại đó. Rồi còn còn cái cành dương liễu tượng trưng cho tâm gì nhớ không? Gì? Ba mẹ thương con thì phải sao á? Ba mẹ thương con nhiều quá thì ba mẹ phải sao? Phải nhẫn với con đúng không? Nếu nếu không thương có nhẫn không? Sao vậy? Sao nếu không thương có nhẫn? Không, nếu không thương không nhẫn sao vậy? Đương nhiên rồi. Giả sử bạn ngồi đó đó, bạn ngồi đó không phải là con của ba mẹ đó, bạn đó khóc cái la đó, ba nhẫn ba mẹ không có thương, có cần nhẫn không? Không cần ha. Sao vậy? Bạn nó đâu phải con của ba mẹ đâu phải không? Cho nên ba mẹ đâu có nhận ha, chỉ nhận với con thôi, đúng không? Con có nhận ba mẹ không? Có nhận sao? Nói nghe coi, nhận chỗ nào? Lúc nào con nhận ba mẹ? Lúc bị ba mẹ cha la hả? Vậy hả? Rồi, thank you, bây giờ là con. Rồi, một phần. Rồi, quý vị có hỏi gì không? Ok, vậy thôi vị ha, thôi mình thổi hướng công đức vị ha. Chúng sanh